Chào mừng toàn thể các bạn đã trở lại với channel Lê Ngọc Tuấn MMO. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh chị em đó là nhận 1.200 token sàn Aecoin Official nhé. Thì để đăng ký thì anh chị em vào phần mô tả video nhé. Rồi chúng ta lấy bấm theo link đấy. Chúng ta điền email này, bấm check cho mình. Rồi ok, chúng ta bấm save now này. Đấy. Sau đó anh chị em điền này, đầu tiên là chúng ta điền họ tên này, lấy email này, password nhập lại password này. Đấy, sau đó chúng ta bấm vào ô tích này. Đấy là ok. Hoặc là chúng ta có cách thứ hai đó là chúng ta đăng ký bằng cái tài khoản email cho nhanh nhé. Đấy, nó cũng đơn giản như vậy thôi. Ở đây mình sẽ gọi cho các bạn xem. Tại mật khẩu đấy, chúng ta bấm vào. Bấm vào chữ agree, sau đó bấm sign up, withdraw. Sign up cho mình. Rồi ok, các bạn vào mail check nhé. Ok, các bạn bấm vào chữ verify mình này. Vào mail đấy. Chúng ta mở ra. Trong được tài khoản đấy, chúng ta bấm chữ cool cho mình này. Được rồi. Chúng ta bấm continue tiếp cho mình nhé. Next, 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 accept. Rồi ok. Chúng ta bấm thử vào import này. Đây. Cái phần này không quan trọng này. Các bạn quay trở lại. Saving. Các bạn bấm vào quit cho mình nhé. Rồi ok. Chúng ta quay lại xem nào. Rồi ok, chúng ta đã hiện được di loát lại trang đã có được 1.200 token nhé. Đây là link giới thiệu các bạn này. Hiện tại thì chưa cần KYC nhé. Nếu có thông tin thì mình sẽ hướng dẫn các bạn. Chúng ta sẽ rút được token này sau 1 tháng nữa các bạn nhé. Mình xem nào. Đây là cái gì đây? Đây, đây đường link các bạn ơi, đường link đăng ký các bạn tuyển dép. Cái này không biết là dép thì nó sẽ tính như thế nào này. Rồi, các bạn chưa đăng ký rồi tuyển dép đi nhé. Rồi có thông tin mới nào mình sẽ hướng dẫn các bạn sau. Đấy, như đó sẽ trả hàng ngày các bạn ạ. Đây này, tổng của chúng ta được 1.250 đô này. Sau đó nó sẽ trả dần dần nhé. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn nhớ đăng ký kênh, chia sẻ video ủng hộ mình nhé.